Mình sẽ phải đi trên cái bàn vàng đúng không? Lẽ giờ mình phải đi ngược lại hả? Ờ, ý là số trời đã định là mình phải đi ngược lại đó mọi người ơi. Hello mọi người, là mình Sunny đây. Chào cả nhà yêu của Sunny nha. Ok, thì mình vừa vào game và hôm qua có cái sự kiện là đua xa nhà, chắc mọi người cũng biết đúng không? Thì hôm nay mình vào xem thử là có thực sự mình được đạt được đứng top 1 hay không, hay là bị gọi là đã bị lật đổ rồi. Là bây giờ mình sẽ vào kiểm tra nha. Kết quả là Yes, mình đã đứng giải nhất luôn mọi người. À lộn chị, mình đã đứng top 1 luôn mọi người ơi, với 6107 điểm sao nhà. Mình sẽ nhận được 100 kim cương, một cái huy hiệu sao nhà và 10 cúp bông. Tuyệt vời quá mọi người ơi. Mình nghĩ là mình sẽ treo cái huy hiệu này ở cái nhà 54k, bởi vì nhà 54k mình đặt khá là nhiều cái gọi là cái huy hiệu á, chứ mình không có đặt bên nhà 700 kim cương. Để bây giờ mình sẽ đặt nha mọi người. Bạn đứng thứ nhì là được 131 điểm. Cái này là hai hôm trước mình treo tiệc nhà để mọi người vào vote xe cho mình đó. Trời ơi, ui, huy hiệu đợt này xịn nha. Giải vàng cuộc thi đánh giá sao tiệc tại nhà, huân chương vàng chỉ có người hạng một cuộc thi đánh giá sao tiệc nhà mới có được. Nó sẽ có một cái mái ngói nè mọi người, sau nó sẽ có ba cái sao vàng và một cái kiểu như là cái mũ giống mũ sinh nhật vậy á mọi người ạ. Và 10 vé coupon free. Ok, bây giờ mình sẽ vào nhà nhà. Ê mọi người nhìn số thấy ghét không? 1999, trời nhìn ghét quá. À mình còn chưa sửa cái lời dẫn nữa nè mọi người. Để mình sửa cái lời dẫn chứ mọi người tưởng là mình đang mở tiệc nữa. À cảm ơn mọi người đã bắt xe cho Nhi nha. Dạ mình sẽ treo cái này lên. Mình cất dù đi đã. Rồi trang trí nhà đúng không? Mình sẽ treo cái này lên. Đó, huy hiệu sao nhà của tôi đó. Trời ơi xịn sò. Mình phải biết luôn, nó bự cho bé luôn mọi người. Ê, cái này hiếm nha, kiểu như là mỗi lần á, cái sự kiện nó ra nó sẽ không trùng nhau. Lúc thì câu cá chép, lúc thì câu cá cam, bây giờ là sao nhà. Vậy là mỗi lần thì những cái huy hiệu này nó sẽ kiểu là đặc biệt á mọi người. Nó sẽ kiểu độc nhất vô nhị thôi á. Trời xinh nho. Wow, giờ mình mới để ý đó mọi người. Giờ mình mới để ý tới cái sự kiện này. Hôm qua mọi người vô nhà mình đông lắm. Mình nếu mà nói về nhà thì mình lại thấy tự hào cái nhà này hơn nhà 700 kim cương. Tại vì mình xây nó khá là hoàn thiện đó mọi người. Ok, thì ngoài ra hôm qua trong cửa hàng chúng ta có một cái gói mới là gói nữ hoàng dạ hội. Thì gói này khá là rẻ và nó cũng có khá là nhiều màu đó mọi người. Một gói sẽ bao gồm một cái mái tóc nè, tóc cài, hoa vàng, tóc một bên á, một cái đầm dạ hội với là một cái đôi giày. Cái bộ này thì nó khá là giống với cái đầm tím bộ VV Pass mùa trước ha. Đây đó, cái màu tím xanh này đẹp nè. Đó, mọi người có thể cân nhắc nha. Bên cạnh cái gói nữ chúng ta cũng sẽ có gói nam luôn nha mọi người. Đợt này thì khá là công bằng nè. Gói nam sẽ có một cái đầu tóc kiểu dạ hội, vest và đai. Mặc vest luôn nhìn đẹp trai nè, nhưng mà xanh nó bỏ có nhân vật nhìn lùng lùng. Nhìn cái mặt tiếu dữ hoang. Đô á, và đúng rồi mọi người nhớ mua cái gói upgrade nếu như mọi người có ý định xây upgrade nha. Cái này nó hơi bị xịn luôn á mọi người. Nói tới upgrade luôn thì hôm nay tôi sẽ cho mọi người xem lại cái quá trình ngày hôm qua. Cho tôi đã lăn lộn gần cả một tiếng đồng hồ để mà có thể phá đảo upgrade của nhà cà phê trứng vịt. Thì ok, mình sẽ cho mọi người xem lại cái quá trình ngày hôm qua nha. Dành cho những ai chưa biết thì như có một cái nhóm ở trên Facebook. Bạn nào muốn join vào đó chơi thì gọi tìm cộng đồng Sunny Trang ha. Ở đây tôi sẽ dễ tương tác với mọi người hơn á. Bắt tay trở lại video thôi. Mình mong là ông vịt sẽ không ngủ rồi để tôi có thể qua leo một cách tự nhiên. Và nhà cũng sẽ không có đông, vì tôi thấy mọi người tôi là sợ đó. Leo là rớt đó mọi người. Ok, cũng khá nhiều người đang tham gia upgrade của vịt ha. Để tôi xem, bên này á, thì sẽ leo trong vòng 5 phút, nó sẽ dễ hơn. Còn bên này sẽ leo trong vòng 30 giây. Mà mình sẽ phải chinh phục cái 5 phút này trước mọi người ha. Ok, go. Nói chung là hôm bữa tôi có leo thử rồi, nhưng mà tôi leo không có thành công. Trời ơi, tôi á, là đã không phải là dân chuyên leo rồi mọi người ơi. Kiểu sao ta, mình bị cùi bắp mấy cái bộ leo tháp rồi upgrade này kia. Nên là cái này cũng hơi vượt ngoài tầm khả năng của mình. Nhưng mà thôi thì mình thử thách mà mọi người, đúng không? Mới nói xong luôn á mọi người, sao á. Thì sao mọi người có thể leo một cách trơn tru nha. Mình á, hôm qua hôm trước là rớt 4 lần rồi đó. Để xem hôm nay rớt mấy lần cho biết. Nhưng mà rớt 4 lần vẫn chưa về đích được nha.
Hôm nay mình nghĩ là cũng không có về đích được đâu, mà chẳng qua là do mưa thôi. Do mưa nên tôi trơn trượt á mọi người, là nên là mới từ tốn á. Ê không ấy, mình kiểu mình đi, mình rủ bạn bè mình đi được không? Ê tôi nghĩ là không được 5 phút đâu ông ơi. Không 5 phút là không được rồi đó. 5 phút là fail rồi đó. Fail chắc luôn á mọi người ơi. Huống hồ gì cái kia 30 giây sao qua được ha. Mà công nhận nha, kiểu đầu óc của mấy người mà họ làm ra cái operate này nó cũng không có tầm thường đâu mọi người ơi. Kiểu sao ta cũng phải nghĩ cách sắp xếp sao cho khó đi đó mọi người, cũng làm khó người chơi lắm. Thôi mình ăn chắc mặt mình đi từ từ thôi nha mọi người. Quá ghê. Ê mình chơi giúp mình là chết mọi người ơi. Cái này mình chơi rồi, cái này hôm qua mình chết ngay cái đoạn này nè mọi người. Mình biết ngay là mình chết cái cú đó luôn á mọi người. Cái cú đó khó quá. Ê mình can we skip to the good part không mọi người? Tức là mình có thể bỏ tới cái đoạn mà nó may mắn, nó tơ qua được cái màn đó không? Chứ mình nghĩ là mình leo với mọi người thêm chục tiếng nó không qua được đâu. Mình nghĩ là nếu mà mọi người muốn leo thử thì mọi người vào nhà của vịt nha, à, cà phê trứng vịt nha mọi người. Cà phê trứng vịt chứ không phải cà phê trứng gà nha. Tại sao mọi người leo có vẻ dị dàng quá vậy? Tại sao mình leo mình thấy khó khăn có gì mọi người? Đó, ngay đoạn này là vẫn rất là trơn tru, mà sao tới cái đoạn cái cục xanh xanh là thấy không ổn rồi đó. Ủa cái bạn kia leo giỏi chứ kìa. Ủa sao mình nghe mình là rủ vậy. Rồi giờ sao nè, giờ sao đây, chạy ù hả. Ok rồi, cái này sẽ cái này là vàng vàng đúng không, mình sẽ phải đi trên cái vàng vàng đúng không. Ê thôi mình sẽ dừng pause nha để mình kiểu mình leo, khi nào mình tới đoạn được đoạn đó rồi mình sẽ cho mọi người xem video tiếp nha. Chứ mọi người coi khúc này chắc tới chán rồi đó. Can we skip to the good part? Ê mọi người biết sao không? Mình leo tới ngay đây mình mới ngớ ngẩn nhận ra là mình quên gọi là ấn vào nút star á mọi người, nên là nó đâu có đếm được thời gian cho mình đâu. Ủa vậy không lẽ giờ mình phải đi ngược lại hả mọi người? Không lẽ giờ mình phải đi ngược lại hả? Ý là số trời đã định là mình phải đi ngược lại đó mọi người ơi. Trời, tôi leo chuồng vòng rồi đó mà mấy đứa con nó còn kêu đỉnh nữa. Đỉnh là đỉnh nào? Đỉnh là đỉnh sao? Tôi đỉnh thật chết mất. Rồi trời cứu tôi mọi người ơi, cái tím này đụng vô có chết không vậy? Không hả? Đúng không? Trời, sao phải được đỉnh rồi, có lên 10 ơi. Ui, ui cú này không được chết đi, bình tĩnh thôi nào. Chúng ta nhích từng tí được một cũng được, trời ơi. Mọi người không biết tôi leo bao nhiêu phút rồi đâu. Trời đừng có chuyện gì mà đỉnh đúng chuyện gì chết gì mà đúng. Sao bình thường này đoạn này chạy nhanh lắm mà đoạn này đây sợ rén tại chơi gần nửa tiếng rồi chưa qua mọi người. Mình ơi ông xem gì mà khó cái trời. Trời ơi cuối cùng rồi tôi cũng qua được rồi mọi người ơi. Lại cho ông 10 sao nha. Tuyệt vời. Mình quăng nửa tiếng rồi đó mọi người. Bây giờ qua phá đảo cái bên này nha mọi người. Bây giờ qua phá đảo cái bên này nha. Ready, go. Cái kiểu mà 5 phút kia mà tôi còn tày trật thì tôi không nghĩ là cái này với 30 giây đâu mọi người ơi. Tôi không ổn với cái này đâu. Ủa? Sao thấp tôi đứt rồi chết vậy ba? À không, nhưng mà nãy mình cũng chưa đếm giây nữa. Giờ mới đếm nè. Sao kịp được nhờ, mình thấy không kịp đâu. Ủa? Đó, nó quá 30 giây rồi. Không kịp, 34 giây. Mình thấy bạn để 30 giây mà. Đúng không, cái này 30 giây. À cái này 1 phút. À hồi sáng á, mình hồi sáng mà lúc mà mình
mình qua nhà vịt á là thấy nó để 30 giây á, nên là tôi nói 30 giây thì khó quá. Nhưng mà bây giờ nếu mà 1 phút thì tôi phải đảo rồi đó. Tôi nghĩ là mọi vịt vẫn nên sửa lại 30 giây, bởi vì tôi mà tôi còn leo được 34 giây thì tôi nghĩ mấy bạn leo 30 giây 44 á. Có vẻ như leo được 34 giây mà đúng không? Thì nói chung nếu như mà vịt chuyển thành 1 phút thì tôi đã phải đảo nhà vịt rồi nha. Mà không nói là tôi chơi hơn nửa tiếng đâu nha mọi người. Mọi người qua nhà vịt mọi người nhớ chơi nha, có thể là mọi người chơi hết bao nhiêu phút. Ủa, cái đỏ này không phải đụng vô là chết hả? Sao cứ đụng vô không chết vậy? À, tại mình đâu có đang tham gia cuộc thi đâu. Mình phải vô cái lúc này nó đếm. Ủa, cái gì vậy? Ủa, lát hả? Ủa, cái gì vậy ba? Tôi quay cuồng trong mơ hồ hả? Rồi, giờ mình đếm nè. Rồi, giờ mình đếm chạy thôi. Vậy mới đếm thử là thử thách bản thân 30 giây có thể được không nha. Oh yes! Cuối cùng đi! Tôi cũng vá chỉ lúc được 28 giây rồi nè, đấy! Bình ơi, cuối cùng tôi cũng phá được kỷ lục của tôi rồi. Đó chính là cái gì? Hồi sáng ông điêu là 30 giây đó, tôi 28 giây rồi nè. Yeah! Cuối cùng được rồi nha. Thôi, ngay đây là tôi đi ngủ rồi, không có chơi nữa, phá đảo cái nhà ông này mệt quá. Đó thì mọi người muốn thử upgrade của nhà cà phê trứng vịt thì mọi người nhớ vào nhà cà phê trứng gà nha. Ok, vậy thì bây giờ Nhi tắt nha mọi người, tạm biệt mọi người. Mọi người muốn leo up the race thì vào nhà vịt nha. Bye bye.